dụng chữa bệnh của hoa dâm bụt mà bạn không ngờ tới. Hoa dâm bụt được trồng ở nhiều nước trên thế giới. Người ta trồng dâm bụt để làm cảnh vì hoa và cây này rất đẹp. Tuy nhiên, dâm bụt không chỉ đơn thuần để làm cảnh mà loại cây này còn có thể chữa được nhiều bệnh. Dâm bụt còn gọi là cây bông bụt, tiếng miền Nam, là loại cây nhỡ, cao từ 1 đến 2 mét, lá đơn, mọc cách, phiến lá khía đằng cưa. Hoa dâm bụt là một loại thảo dược có nhiều công dụng, thường mọc ở vùng nhiệt đới. Công dụng của loại thảo dược này được phát hiện lần đầu tiên tại Angola. Cùng với hương vị dễ chịu, nó đã trở nên rất phổ biến ở các nước Bắc Phi, Trung Đông và thậm chí là ở cả châu Âu. Đây cũng là một loại thảo dược rất phổ biến ở nước ta. Hoa dâm bụt to, màu đỏ hồng, cũng có loại màu trắng hồng, màu vàng. Hoa thường mọc ở nách lá hay đầu cành. Cây dâm bụt mọc hoang ở nhiều vùng nước ta và được trồng làm cây cảnh. Cây dâm bụt còn cho lá, hoa, rễ làm thuốc. Theo đông y, lá dâm bụt vị nhạt, nhớt, tính bình, có tác dụng làm dịu, an thần, tẩy nhẹ, nhuận tràng, chữa viêm niêm mạc dạ dày, ruột, đại tiện ra máu, kiết lỵ, mụn nhọt, ghẻ lở, mộng tinh, đới hạ. Hoa dâm bụt vị ngọt, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tiêu thủng, sát trùng, chữa kinh nguyệt không đều, khó ngủ, hồi hộp, đái đỏ. Vỏ rễ dâm bụt vị ngọt, tính bình, có tác dụng điều kinh, chống ho tiêu viêm, chữa viêm tiếng mang tai, viêm kết mạc, viêm khí quản, viêm đường tiết niệu, viêm cổ tử cung, bạch đới, kinh nguyệt không đều, mất kinh. Cây cảnh đẹp cho vị thuốc hay chữa bệnh. Kiểm soát huyết áp. Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ năm 2010 đã báo cáo một nghiên cứu về tính năng kiểm soát huyết áp đối với những người có huyết áp cao hoặc tăng huyết áp nhẹ ở độ tuổi từ 30 đến 70 tuổi. Kết quả cho thấy những người uống 3 tách trà dâm bụt trên ngày đã có kết quả tốt hơn so với những người không uống loại trà này. Những người có huyết áp cao lúc bắt đầu nghiên cứu sau khi uống trà đã giảm được huyết áp đáng kể. Ngăn ngừa bệnh tim. Những hợp chất hóa học được chiết xuất từ cây dâm bụt sẽ giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu, do đó ngăn ngừa được bệnh tim. Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố cây dâm bụt có tác dụng tốt cho tim người giống như rượu vang đỏ và trà. Nó chứa các chất chống oxy hóa và tác dụng kiểm soát lượng cholesterol và giảm nguy cơ bị bệnh tim. Trà hoa dâm bụt chữa được nhiều bệnh. Uống trà hoa dâm bụt thường xuyên giúp huyết áp và cholesterol. Kết quả nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2009 của trường đại học ở Mỹ. Trà hoa dâm bụt cũng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, bàng quang và táo bón nếu bạn thường xuyên uống. Hoa dâm bụt giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các triệu chứng của bệnh cảm lạnh, ho, sốt và bệnh nhiễm trùng. Hoa dâm bụt chứa axit hydroxycitric và amylase, có tác dụng phân hủy tinh bột. Nếu bạn uống một tách trà hoa dâm bụt sau bữa ăn, sẽ làm giảm hấp thu các carbohydrate vào cơ thể, từ đó giúp giảm cân. Các dưỡng chất trong hoa dâm bụt có khả năng kích thích mọc tóc nhanh và phòng ngừa sự lão hóa sớm cho cơ thể. Hoa dâm bụt cũng có tác dụng làm sạch gầu hiệu quả. Chân đau nhức, tê mỏi. Với những người hay nhức chân thì lá dâm bụt cũng có tác dụng chữa bệnh. Lá dâm bụt, lá xi, lá đào, lá mận, lá thìa lại tía, mỗi thứ 30g, phơi khô, thái nhỏ, sau qua ngâm với ít rượu, dùng xoa bóp hàng ngày. Chữa mụn nhọt. Hoa dâm bụt, lá trầu không, lá thơm lồm, mỗi thứ 50g, giã nát, đắp lên chỗ mụn nhọt. Mỗi ngày thay thuốc một lần, hoặc dùng lá và hoa một nắm, rửa sạch, giã với một ít muối hạt, đắp lên chỗ nhọt đang sưng, mừng mủ sẽ đỡ đau nhức, đỡ sưng nóng và chui mửa. Đỡ sưng nóng và chống vỡ bủ. Chữa chứng mau xấu cho phụ nữ sau khi sinh đẻ, gây chóng mặt, nhức đầu. Hoa dâm bụt khô 8g, gỗ vang, tô mộc 10-12g, gừng tươi 5-7 lá, sắc nước uống trong ngày sẽ giúp bà bầu sau sinh
giảm thiểu tình trạng đau đầu chóng mặt, quai bị, đau mắt. Lá dầm buộc và lá dành dành, mỗi thứ một nắm giả nhỏ, vắt lấy nước uống, bã thì đắp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác dụng của rau đắng. Rau đắng được sử dụng phổ biến trong bữa ăn gia đình. Không những thế, rau đắng còn là vị thuốc, giúp phòng và trị một số bệnh thường gặp. Đồng thời, nó còn là loại thực phẩm giúp giảm béo hiệu quả. Dưới đây là một số tác dụng của rau đắng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Tăng khả năng nhận thức. Rau đắng thường được gọi là cây càng tôm, cây xương cá, cỏ răng lợi. Rau đắng có khả năng kích thích não bộ, đặc biệt là trí nhớ và khả năng tập trung. Đây được coi là lợi ích sáng giá của loại rau này. Trong rau đắng có những hợp chất hữu cơ giúp kích thích các phản ứng sinh học trong não, nhờ đó mà tăng cường khả năng nhận thức, chống rối loạn nhận thức. Rau đắng được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm giảm các nguy cơ rối loạn nhận thức ở tuổi già như chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Trong rau đắng có một yếu tố kích thích cơ chế sản sinh các phản ứng sinh học trung hòa mới, làm giảm tình trạng stress, oxy hóa trong não, giúp tâm trí luôn minh mẫn khi tuổi tác tăng lên, giảm lo âu và căng thẳng. Nhờ những hoạt chất có tác động tích cực đến việc cân bằng hormone gây căng thẳng cho cơ thể, rau đắng có khả năng giúp bạn giảm lo lắng và những cảm xúc tiêu cực. Khi tinh thần bất ổn, có thể nhai 2-3 cọng rau đắng sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn. Sử dụng rau đắng còn tránh được các tác dụng phụ thường thấy trong các bài thuốc cổ truyền. Khả năng chống viêm. Rau đắng có khả năng kháng viêm, giảm sưng và ngừng sự kích thích. Do đó, rau đắng hỗ trợ rất tốt cho những người bị viêm khớp, bệnh gút và các bệnh viêm khác. Tác dụng thông tiểu. Dùng 40g rau đắng nấu nước uống. Ngoài ra, nếu kết hợp rau đắng với cỏ chanh hay mạ đề có thể chữa sỏi nhỏ, sỏi ở bàng quang. Bạn dùng 60g rau đắng kết hợp 10g rễ cỏ chanh hay 10g mạ đề. Chứa chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong rau đắng có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do gây ra nhiều bệnh tật cho bạn. Trong đó có bệnh ung thư, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, rau đắng còn có khả năng chống lại loại độc tố nguy hiểm gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh là S-glutamine. Vấn đề về hệ tiêu hóa. Rau đắng cũng được dùng trong các bài thuốc truyền thống để trị bệnh viêm loét dạ dày và hội chứng ruột kích thích. Ăn rau đắng có thể làm giảm bớt tình trạng viêm trong ruột và ngăn ngừa nhiều bệnh về đường tiêu hóa. Bệnh động kinh. Từ lâu, rau đắng đã được sử dụng trong phương thuốc điều trị chứng động kinh. Nhiều chuyên gia cho rằng, hợp chất trong rau đắng có tác dụng tích cực đến phản ứng trung hòa, giúp ngăn ngừa cơn động kinh, cũng như các dạng bệnh khác về thần kinh, bao gồm rối loạn lưỡng cực và chứng đau dây thần kinh. Đây là một số tác dụng của rau đắng mà chúng tôi giới thiệu cho các bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhiều bài viết bổ ích về rau đắng trong lần sau. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không chỉ lá, hạt đu đủ cũng chữa ung thư. Hạt đu đủ chứa rất nhiều hợp chất quý, có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, giải độc gan, thận và chống cả ung thư. Các hợp chất chính trong hạt đu đủ là flavonoid, phenolic, protein, chất béo, canxi, phốt pho và magie. Chúng có hiệu quả chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và chống viêm da. Ngoài ra, chúng chứa các hợp chất giúp chống lại ung thư và giúp cho gan, thận khỏe mạnh. Hỗ trợ tiêu hóa.
Hạt đu đủ có chứa enzyme palmitate. Chất này cực kỳ hữu ích cho sự tiêu hóa protein. Enzyme này giúp giảm bớt khó tiêu và các vấn đề về dạ dày. Đồng thời, chúng cũng giúp trung hòa môi trường axit trong đường ruột. Hạt có hoạt tính chống mầm bệnh mạnh. Chỉ ăn một muỗng canh hạt đu đủ có thể giúp ruột chống lại các vi sinh vật gây hại, ký sinh trùng và thậm chí có thể giúp ngăn ngừa nhiễm độc thực phẩm do tính chất chống vi khuẩn mạnh của nó. Chống nhiều loại ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt và lá đu đủ rất hữu ích trong việc chống lại ung thư, bao gồm ung thư đại tràng, ung thư máu, phổi, vú và tuyến tiền liệt. Chúng cũng chứa isothiocyanate phenothiocin, hoạt chất chống lại bệnh bạch cầu. Ngoài ra, các hợp chất phenolic và flavonoid trong nó cũng giúp chống oxy hóa và làm chậm sự phát triển của tế bào khối u. Giải độc gan. Tại Nhật, mọi người tin rằng ăn một thìa hạt đu đủ mỗi ngày có thể bảo vệ gan khỏi bệnh tật. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, hạt đu đủ đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để tăng cường các chức năng gan, giúp gan loại bỏ các độc tố có hại. Hạt đu đủ còn rất hữu hiệu trong việc kiểm soát bệnh xơ gan. Các enzyme proteolytic trong nó giúp giảm lượng tiêu hóa trên gan. Nghiên cứu cho thấy, việc điều trị bằng chiết xuất hạt đu đủ trước khi gây độc gan ở động vật đã bảo vệ gan và giúp gan hoạt động bình thường trong suốt quá trình thử nghiệm. Làm sạch thận. Hạt đu đủ có tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh, giúp bảo vệ và giải độc thận. Tại Đại học Karachi, Pakistan, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những hạt này rất hữu ích trong việc điều trị bệnh thận và phòng ngừa suy thận. Hạt đu đủ cũng là những chất chống viêm mạnh mẽ nên rất hữu ích trong việc giảm đau khớp, viêm khớp, sưng tấy và đỏ. Trên thực tế, hai enzyme có trong hạt đu đủ, papain và chymopapain, là những yếu tố chính trong việc làm giảm viêm liên quan tới viêm khớp, viêm gút, đau khớp và hen. Giảm huyết áp. Nghiên cứu trên chuột cho thấy hạt đu đủ có những cải thiện đáng kể trong sức khỏe tim mạch. Một hợp chất có trong quả đu đủ gọi là capena có hiệu quả trong việc giảm huyết áp, động mạch tâm trương, tâm thu và huyết áp trung bình. Chống vi khuẩn E. coli. Chỉ cần một ít hạt đu đủ cũng diệt được các loại vi khuẩn như E. coli, Staphylococcus và Salmonella. Chúng giúp ngăn ngừa vi khuẩn nhân lên và tồn tại trong cơ thể chúng ta, đồng thời cũng rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Hạt đu đủ còn giúp chống lại bệnh nhiễm virus và sốt xuất huyết, thương hàn và một số bệnh nhiễm trùng khác. Ăn hạt đu đủ vài lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ bị sốt xuất huyết. Trên thực tế, hạt đu đủ đã được sử dụng rộng rãi ở Costa Rica cho các bệnh nhiễm trùng sốt xuất huyết, chống lại ký sinh trùng. Hạt đu đủ có nhiều enzyme proteolytic papain và capain giúp cơ thể loại bỏ ký sinh trùng hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí dược phẩm cho thấy hạt đu đủ có hoạt tính chống ký sinh mạnh mẽ. Các nhà khoa học đã thử nghiệm ảnh hưởng của hạt đu đủ đối với trẻ em Nigeria có ký sinh trùng đường ruột trong phân. Kết quả là hơn 75% trẻ em được cho uống một liều hạt đu đủ sấy khô không còn ký sinh trùng sau 7 ngày.